Xin chào mọi người nha. Trên tay Bi là đang có những cái gói bánh tráng nè. Đây bánh tráng này, cái màu bạn thấy là đẹp không? Đây là bánh tráng rất đặc biệt nha. Bánh tráng này được làm từ khoai lang. Đó, gọi bánh tráng khoai lang. Rất tốt cho sức khỏe nha. Cái này mình có thể dùng để làm chế biến rất là nhiều món. Chả giò chiên nè, rồi gỏi cuốn nè. Nhưng mà hôm nay Bi sẽ không làm những cái món đó. Bi sẽ làm bánh tráng trộn nha các bạn. Hiện tại thì Bi đang là nhà phân phối, và Bi đang bán với giá là 25.000. Rất tốt cho sức khỏe nha. Ai mà có nhu cầu ăn á thì hãy liên hệ Bi nhé. Rồi ok, hôm nay mình sẽ cắt bánh tráng ra làm bánh tráng trộn nha các bạn. Này thì đơn giản thôi, mình sẽ cắt nhỏ thành từng miếng nhỏ 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 nhỏ, xong mình sẽ bỏ những cái thứ nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh vô. Đây, đầu tiên mình sẽ cắt một miếng bánh tráng trước nha, cắt làm sao cho nó vừa ăn nha. Cắt sợi đó, đây này các bạn, mình sẽ cắt ra những miếng nhỏ như vậy nha. Đây, bánh tráng sau khi cắt xong nó được như vậy, màu rất là đẹp nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đeo bao tay cho nó hợp vệ sinh, rồi và trộn bánh tráng lên là mình sẽ có một siêu phẩm ngay thôi. Khi mà buồn chán mà không biết ăn cái gì thì đó, đây là một cái sự lựa chọn tuyệt vời. Làm cũng rất là nhanh và ăn cũng khá ngon. Mình sẽ trộn lên, bỏ thêm thịt vô nè. Thêm nước cốt chanh vô, khá là hấp dẫn như mọi người. Tiếp theo là con thêm mà hành, mà hành còn nóng lắm. Lấy muỗng, còn chưa bắt đầu học. Lát nữa bỏ đậu phộng cuối cùng. Đây các bạn, màu bánh tráng rất là đẹp luôn nha. Đó, thì cũng đang thử rồi, mình tự làm mà vừa rất vừa vị luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thưởng thức thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Bi nha. Hãy nhanh tay liên hệ Bi để mà đặt bánh tráng nha. Một bịch bánh tráng 20, một gói bánh tráng có 20 cái bánh tráng size lớn, giá 25.000 nha các bạn. Rất tốt cho sức khỏe luôn, do được làm từ khoai lang nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn một ngày mới vui vẻ.